Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hiện bây giờ đó là 5 giờ chiều tại Cali ngày thứ bảy Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày Chủ nhật rồi Thì trước hết đó, Thuận hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và các bạn có thể nhìn thấy giá đó thì cũng không có thay đổi nhiều Hôm nay Thuận cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video này Chúng ta cũng sẽ đương nhiên nhìn vào những cái thông tin mới nhất Cũng giống như là những gì thật sự đang xảy ra hiện tại Thuận muốn các bạn cùng thuận ngày hôm nay chúng ta lại zoom ra để mà nhìn toàn cảnh một lần nữa Chúng ta có thể nhìn thấy về giá đó thì hôm qua tới bây giờ cũng không có thay đổi nhiều Chúng ta bây giờ mức là 64.274 đô Thì so với giá ngày hôm qua đó thì các bạn thì được là cũng như vậy mà thôi chúng ta thấy là tăng nhẹ 0.2% Nhưng mà chúng ta cũng đã trải qua tiếp tục một tuần nữa mà giá đi xuống thêm một chút đối với lại Bitcoin các bạn ở mức là xuống 2.9% và trong giờ một tháng qua đó thì giá Bitcoin xuống khoảng chỉ là 5% tuy là xuống không có nhiều lắm nhưng mà tôi biết cảm giác các bạn cảm thấy là xuống rất nhiều tại vì sự thật đó thì Bitcoin cũng cỡ như vậy các bạn nhưng mà O thì lại xuống nhiều hơn. Chúng ta nhìn thấy được là trong vòng một tuần qua đó thì chúng ta có một số những cái O coin thì cũng cỡ như Bitcoin mà thôi, các bạn. Giống như chúng ta nói từ Ethereum thì xuống 2%, BNB thì xuống 2.8%, nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái O như là Solana thì xuống 8.1% chúng ta có Dogecoin xuống gần 10%, Shiba Inu hơn 13%. Thì đương nhiên trong vòng một ngày qua đây thì chúng ta có xanh có đỏ trên thị trường nhưng mà trong vòng một tuần qua chúng ta tiếp tục thấy là Allcoin là một màu đỏ và bây giờ đó thì mọi người đang nhìn về hướng của Bitcoin và Ethereum các bạn đó là điều quan trọng nhất. Bitcoin và Ether đó sẽ có những cái hành động gì trong thời gian tới đây Và để hiểu được điều đó chúng ta cần phải nhìn vào một số những cái thông tin và động thái gần đây Thì trước hết tôi muốn chia sẻ một cái clip với các bạn Tôi nghĩ là nhiều bạn bây giờ cảm thấy chán nản Tại vì giá Bitcoin đã là 64.000 đô Đã thấp hơn so với là chúng ta đã chứng kiến Cách đây khoảng chừng là 2 tháng ở mức là hơn 73.000 đô Nhưng mà các bạn có biết là 6 năm trước khi mà Bitcoin chỉ có 6.000 đô mà thôi thì lúc đó CNBC đã tổ chức cái buổi tang lễ trên Bitcoin để cho các bạn xem cái video ngắn này chỉ 41 giây mà thôi rồi chúng ta sẽ nói tiếp This terrible price action crypto has given us pause and forced us ask a tough question. Should we continue to cover Bitcoin? And the answer is sadly no. So today we are having a funeral for Bitcoin. It was fun while it lasted, so many memories, so many friends. There was Tom Lee and his calls for 20,000 by year end. There was Novogratz and his calls for 40,000. And there was Ripple. I think we'll miss you most of all, Brad Garlinghouse. And then there were the characters, Bitcoin Jesus, the Oracle of Bitcoin, all 500 of Ethereum co-founders, and who could forget the Coinbase screen grab and mindless trolling on Twitter. And of course, our Bitcoin bug. Bitcoin, we hardly knew ya. Hy vọng là cái video mới đây đã khiến cho các bạn vui hơn một chút. Đương nhiên là cái video này đã được làm khi mà chúng ta thấy giá Bitcoin đang trên con đường giảm xuống tới cái mức là 6.000 đô cách đây 6 năm. Và CNBC đương nhiên họ đang troll những cái người mà đầu tư Bitcoin ở cái thời điểm đó các bạn. Hiện bây giờ họ vẫn tiếp tục nói về Bitcoin hiện bây giờ và thường có thể nói với các bạn bây giờ họ có lòng tin vào Bitcoin nhiều hơn trước đây cách đây 6 năm đó thì họ xem bitcoin như là một cái gì đó giống như mỗi lần mà giá tăng mạnh thì họ nói để mà có view khi mà giá xuống mạnh thì họ lại dành thời gian đó để mà chụp quê với người đầu tư bitcoin các bạn bây giờ tôi cảm thấy là cnbc đó là một đài truyền hình mà họ cũng đã coi trọng hơn bitcoin rất là nhiều rồi một phần đó khả năng là đến từ những cái công ty liên quan đến crypto bây giờ đang ngày càng lớn mạnh Và chúng ta có cái sự quan tâm đến từ Forward và họ mua quảng cáo ở trên đài CBC rất là nhiều các bạn thì đương nhiên CBC phải ưu đãi nhiều cho crypto rồi nhưng mà các bạn cũng thấy đây cũng là một trong những cái lý do tại sao mà các bạn Ho đồ rất là khó tại vì chúng ta thấy là nhìn vào biểu đồ đó thì cảm thấy dễ quá chúng ta chỉ cần mua cái tài bài năm đó giữ đến bây giờ đó thì đã có lời rất nhiều rồi nhưng mà không phải ai cũng giữ được đâu các bạn. Chúng ta thấy được là giá Bitcoin đó thì vẫn như vậy có lên có xuống nhưng mà chúng ta nhìn xa ra đó thì vẫn tăng lên theo từng chu kỳ. Mỗi vài năm đó thì giá Bitcoin lại đột phá vào một cái mức độ giá mới chúng ta thấy bây giờ chúng ta nói tới giá dao động ở cái mức là 60 tới 70 ngàn 60 tới 70 ngàn trong khi mà chúng ta thấy trước đây giá Bitcoin dao động từ cái mức là dưới 10 ngàn đô các bạn mà trước đó giá Bitcoin dao động là dưới 1 ngàn đô thì mỗi vài năm chúng ta lại có một cái sự đột phá mới cho dù biết là như vậy nhưng mà khi mà các bạn đầu tư các bạn ho đồ dài hạn đó thì tâm lý là cái thứ quan trọng nhất các bạn tại vì không dễ dàng để mà vượt qua cái rào cản tâm lý đâu. Khi mà giá tăng lên đó, thì các bạn luôn có cảm giác mô mô. Nghĩ là mình không có đủ Bitcoin các bạn. Bạn hỏi thật lòng mình đi. Cách đây vài tháng đó khi mà giá Bitcoin liên tục tăng trưởng. Chúng ta cả chứng kiến tổng cộng đó là giá Bitcoin tăng liên tục 7 tháng các bạn. Và tôi nghĩ là có rất nhiều người trong khoảng thời gian đó. Khi mà giá Bitcoin tăng từ hai mươi mấy 30 ngàn đô lên thẳng tới cái mức là 73.800 đô. Thì trong khoảng thời gian đó cái tâm lý chung đó là lo lắng sợ không có đủ Bitcoin các bạn, sợ là giá Bitcoin cứ tăng liên tục như vậy, mình không có đủ Bitcoin trong tay. Và khi mà giá xuống đó thì chúng ta lại có cái cảm giác ngược lại, không biết là giá còn xuống nữa hay là không, không biết chúng ta có nên bán bây giờ để mua lại với giá thấp hơn hay là không. Đó chính là cái tâm lý FOMO và sợ hãi các bạn. Cho nên khi mà chúng ta đầu tư dài hạn đó thì cái quan trọng nhất đó chính là vượt qua được cái tâm lý. đương nhiên chúng ta sẽ không biết được là trong thời gian ngắn giá sẽ như thế nào. khi mà nó tới dài hạn lên thì chúng ta phải tính theo năm các bạn và chúng ta phải có những cái chiến lược như là trung bình giá thì các bạn mới ổn định tâm lý được. và khi mà giá xuống đó, thì các bạn đã thấy được là chúng ta có nhiều cái tin tức khiến cho mọi người lo lắng. Giống như gần đây chúng ta đã nói tới tin tức liên quan đến những cái động thái từ ví của chính phủ Đức. Thì đối với Thuận đó, tới bây giờ Thuận vẫn cảm thấy là có cái gì đó không hợp lý. Thì để nhắc lại, các bạn đã nhớ là chính phủ Đức đã lưu trữ tổng cộng là 50.000 khôi Cái số lượng Bitcoin này được tịch thu từ một cái trang web mà cho xem phim lậu trước đây đó. Thuận nhớ đó chính là movie.io hay gì đó. Thì cái trang web đó đã bị đóng cửa các bạn và chính phủ Đức đã tịch thu cái số lên Bitcoin này và các bạn thấy được là con số này đã trước đây là khoảng 2 tỷ bây giờ đã lên tới hơn 3 tỷ có nghĩa là chính phủ Đức đã lời một con số không hề nhỏ và cái số lên Bitcoin này đã thì vẫn giữ nguyên ở đó mãi cho đến khoảng chừng là 4 ngày trước các bạn 4 ngày trước chúng ta đã bắt đầu thấy cái sự di chuyển của những cái Bitcoin này thì có thể là nhiều bạn nói là chính phủ Đức cần tiền thì bán cũng không bao giờ là quá lạ đâu nhưng mà có một vài điểm thường muốn nêu ra các bạn có thể cho thường cam nghị của mình ở bên dưới. Thì các bạn đã nhớ thường chia sẻ đó là họ có khoảng chừng là 50.000 Bitcoin các bạn. Tôi nghĩ là hơn 3 tỷ đô la. Họ di chuyển khoảng chừng là 2.000 BTC, như là 130 triệu đô la. Khoảng phân nửa cái số mà họ di chuyển đó, chúng ta biết là chuyển lên những sàn như là Coinbase, Kraken, Bitstamp nếu như mà chính phủ Đức thật sự cần tiền đó, thì cái số lượng bán cũng không quá đi nhiều lắm đâu các bạn đối với một cái quốc gia và họ vẫn giữ cái số lượng lớn bây giờ là hơn 3 tỷ USD các bạn nhìn thấy là dựa theo Arkham thì chúng ta thấy là chính phủ Đức vẫn đang có trong tay là hơn 47.000 Bitcoin các bạn cái câu hỏi bây giờ là tại sao họ lại phải bán trên sàn spot mà không phải là OTC Thêm vào đó họ còn chia ra làm những phần nhỏ và đưa lên những sàn lớn như là thường dự chia sẻ là Coinbase, Kraken, Bitstamp Giống như là họ sợ là không ai biết họ bán các bạn tại vì khi họ làm như vậy đó thì họ biết chắc chắn là có những công ty như là Arkham Intel đó thì theo dõi những cái ví này giống như các bạn thấy được là mỗi lần mà chính phủ Hoa Kỳ di chuyển Bitcoin chúng ta biết ngay lập tức tại vì có rất là nhiều những cái trang web như là Arkham Intel luôn theo dõi những cái địa chỉ ví này và đương nhiên họ cũng ghi chú lại những cái địa chỉ ví liên quan tới những sàn giao dịch cho nên họ biết khi nào có Bitcoin từ những ví này gửi lên trên sàn giao dịch thì đây là những gì mà thủ muốn chia sẻ với các bạn mà thôi có thể là không có gì ở đây hết có thể là chỉ đơn giản là họ cần vài trăm triệu vì một lý do nào đó mà thôi nhưng mà đó là cái lực bán chúng ta có thể chứng kiến trong tuần vừa rồi các bạn mỗi lần mà họ di chuyển và bán đó, thì khoảng chừng là vài chục triệu thì cũng không phải là một con số lớn ảnh hưởng đến giá cả trong ngày đó nhưng mà chúng ta vẫn chứng kiến có một lực bán đến từ chính phủ đức nhưng mà ngày thứ sáu đó chúng ta cũng nhận được một số những cái thông tin là có khả năng chúng ta sắp sự chứng kiến một tỷ phú rất là lớn tham gia vào thị trường này các bạn và trên màn hình chúng ta thấy đây là danh sách những cái tỷ phú mà chúng ta biết đang lưu trữ Bitcoin hiện tại đương nhiên chúng ta có những cái tỷ phú mà nhiều bạn biết đến như là Michael Saylor, Jack Dorsey của công ty Square anh em đôi Tyler và Cameron Winklevoss của sàn Gemini vân vân. nhưng mà có thể chúng ta sắp sửa chứng kiến thêm một cái tên nữa các bạn đó chính là Michael Dell. Michael Dell đó các bạn thấy được là hôm nay cũng đã công nhận sự khan hiếm và giá trị của Bitcoin trên X. Khi mà nói chuyện với lại Michael Saylor các bạn thì chúng ta thấy được là ở trên X chúng ta đã thấy Michael Dell đã retweet lại một cái tweet của Michael Saylor nói là Bitcoin là khan hiếm và sau đó Michael Dell nói là khan hiếm tạo ra giá trị. Và sau đó, đó Michael Dell lại uh, chia sẻ một cái tấm hình Có con Cookie Monster đang ăn Bitcoin các bạn Đương nhiên chúng ta không có biết là Michael Dell có ý định gì liên quan đến Bitcoin hay là không Chúng ta chỉ biết là cách đây nhiều năm các bạn, cách đây khoảng chừng là 10 năm đó Thì công ty Dell đã từng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin Các bạn nhìn thấy được là đây là trên trang báo chính thức của Dell Sau đó đó chúng ta không biết tại sao mà họ không có chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin nữa Nhưng mà các bạn cứ nghĩ cách đây 10 năm, năm 2014 thì đây là cái thời điểm coi như rất là sớm luôn các bạn khi mà một cái công ty lớn như là Dell.com chú tâm đến Bitcoin và một lần nữa chúng ta lại thấy là Michael Dell lại nói về Bitcoin hiện bây giờ thì đương nhiên có rất là nhiều người đang bây giờ đang suy đoán xem coi là có phải Michael Dell sắp sửa mua Bitcoin cho riêng mình hay là ông sắp sửa để một số tiền của công ty Dell Đầu tư vào trong Bitcoin như là công ty Michael strategy Không ai biết được các bạn Cái mà các bạn nên biết đó là cả hai điều tên là Michael Nhưng mà Michael Dell là chủ tịch của tập đoàn công nghệ Dell Sở hữu những thương hiệu lớn máy vi tính như là chúng ta nói tới Alienware Và nhiều công ty khác Michael Dell đó là tỷ phú xếp hạng thứ 14 trong danh sách những người giàu nhất thế giới các bạn với 109 tỷ đô la chỉ đứng sau CEO của Nvidia mà thôi các bạn nhìn thấy được đó là Michael Dell ở cái mức hiện bây giờ ước tính bởi Forbes là 109 tỷ đô la các bạn xếp hạng thứ 14 ở trên thế giới các bạn nhìn thấy được là bạn xếp hạng bây giờ đó thì người đứng đầu là Elon Musk kế đó là Jeff Bezos của Amazon và chúng ta có một số những cái nhân vật khác các bạn cũng đã biết đến nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hạng thứ 14 bây giờ chính là Michael Dell gần đây đã chỉ bị xóa ngôi bởi CEO của Nvidia là Jensen Huang mà thôi các bạn có thể nói Michael Dell là một cái nhân vật lớn hơn Michael Saylor rất là nhiều ở trong thế giới tài chính các bạn chúng ta có nhìn thấy được là Michael Saylor tuy cũng là một tỷ phú và cũng có rất nhiều tiền các bạn 4 tỷ rưỡi là một con số rất kinh khủng nhưng mà khi mà so với lại Michael Dell thì các bạn thấy được Michael Saylor xếp hạng thứ 708 người giàu nhất trên thế giới và chúng ta đều là có những cái video troll ở trên mạng xã hội Nói là chúng ta đang chứng kiến uh, Michael Saylor <laughs> gặp Michael Dell các bạn Michael Saylor là cái chuyến du thuyền nhỏ hơn Và chúng ta thấy được là bên trên này đã là cái du thuyền lớn hơn là của Michael Dell Nói chung là chúng ta chỉ biết mi ra thông tin mà thôi Nhưng mà có rất là nhiều những cái sự suy đoán bây giờ Và nếu như mà chúng ta thấy công ty Dell đó Họ thông báo là bắt đầu lưu trữ một số Bitcoin Cũng không có gì gọi là quá lạ đâu Các bạn uh, cũng đã thấy là trước đây họ cũng đã từng chấp nhận bằng Bitcoin rồi Và chúng ta cũng thấy là Michael Dell cũng là một trong những người mà có thiên cảm

đó là những cái thông tin lớn của ngày hôm qua Chúng ta còn một vài thông tin liên quan đến ETF một lát nữa Nhất là liên quan tới Ethereum ETF Có rất nhiều những cái động thái tốt các bạn Khả năng là chúng ta sẽ thấy giao dịch trong thời gian là đầu tháng 7 Chúng ta sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa Nhưng mà chúng ta sẽ nói về một cái đề tài khác trước các bạn Liên quan tới một cái bài post của Coinbase Thì Coinbase đã chia sẻ một cái video Và họ nói là hãy tưởng tượng đi Mỗi 100 ngày trôi qua các bạn 100 ngày không phải là con số nhiều 100 ngày là hơn 3 tháng mà thôi Thì mỗi 100 ngày trôi qua Chúng ta đang chứng kiến là cái nợ công của Hoa Kỳ đã tăng thêm 1.000 tỷ một nghìn tỷ là con số rất là lớn các bạn cứ nghĩ đi mỗi 100 ngày mà cái nợ công hoa kỳ tăng một nghìn tỷ đô la là con số lớn như thế nào có thể chúng ta đã nghe những con số một nghìn tỷ bây giờ đã cũng đã quen rồi các bạn nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là trước khi mà có đại dịch á một nghìn tỷ là con số mà khó tưởng tượng được thường còn nhớ rất là rõ khi mà lúc đó, đó cựu tổng thống donald trump đã ra quyết định là có gói hỗ trợ đầu tiên là một nghìn tỷ mốt á lúc đó chúng ta thấy được là báo chí đăng khắp nơi con số nhiều người không thể tưởng tượng được các bạn chúng ta đang nói tới con số là hơn một nghìn tỷ bây giờ thường cảm thấy là chúng ta nói tới một nghìn tỷ đó giống như là chúng ta nói tới hàng ngày luôn các bạn nói riết tới nhiều khi cũng quen miệng luôn tại vì chúng ta cũng đã chứng kiến bây giờ đó là nợ công hoa kỳ thì tăng rất là nhanh Chúng ta cũng thấy những công ty đó cũng đạt được cái mức là 1.000 tỷ đô la. Và bây giờ chúng ta nói tới Bitcoin 100.000 là một điều mà thuận nghĩ là nhiều bạn cũng không có thấy gọi là cái gì gọi là quá lớn lao lâu nếu như Bitcoin tăng. Bây giờ mức đó là 64.000 đô, thì tăng thêm một chút nữa là sẽ lên tới 100.000 đô các bạn. Một con số mà nếu như Bitcoin đạt được, thì đương nhiên thị trường thường nghĩ ra sẽ rất là sôi động. Nhưng mà nó cũng không phải là con số gì mà người ta nói là trời ơi không thể tưởng tượng được. Bitcoin 1.000 nào đó 100.000 đô. Thường nghĩ là tới cái mức này 64.000 đô lên 100.000 thì đương nhiên nhiều người sẽ vui nhưng mà cũng không đến nỗi mà người ta không tưởng tượng ra đâu các bạn có thể nói nếu như bitcoin mà tăng lên tới một triệu đô la đó thì là con số mà nhiều người khó tưởng tượng hơn nhưng mà 100 trăm bây giờ đó thường cảm thấy là một cái chỉ số mà được đưa ra rất nhiều khi mà nói về tương lai của bitcoin Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta có thể nhìn thấy là tiền được in ra rất là nhiều, lạm phát tăng cao rất là lẹ. Đối với những người nào mà họ có tài sản, các bạn có Bitcoin chưa dùng mấy năm qua, các bạn đầu tư vào uh, cổ phiếu Hoa Kỳ hay gì đó thì các bạn cảm thấy được là ok, tuy là lạm phát tăng nhưng mà thị trường chứng khoán cũng tăng rất là nhiều. Đặt tin mới liên tục, chúng ta so sánh giá Bitcoin cái tỷ 4 năm nên thì khoảng 5.000 đô thì đương nhiên giá Bitcoin đã tăng nhiều hơn lạm phát rất là nhiều. Thì các bạn cũng có được một cái phần bảo vệ đến từ những cái tài sản đó. Nhưng mà những người mà không có tài sản thì sao các bạn? Họ cảm thấy bây giờ là một cái thời điểm cực kỳ khó khăn đối với họ. Khi mà chúng ta nhìn những trang web như là us.clock đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái con số đó nó được tăng trưởng liên tục như thế này và cái nợ công Hoa Kỳ bây giờ mức là gần 35.000 tỷ thì trong vòng bao nhiêu năm qua đó con số này vẫn liên tục tăng trưởng tại vì chúng ta đã chuyển qua một cái thế giới mà dựa vào nợ rồi các bạn. Và chúng ta cũng thấy là không phải riêng là Hoa Kỳ đâu, chúng ta thấy được là ở Trung Quốc cũng như vậy, Nhật Bản cũng như vậy, Đức cũng như vậy các bạn những quốc gia họ có nợ công rất là lớn và tăng trưởng không có ngừng điều này cũng không biết gọi là quá lạ các bạn chỉ là gần đây đó cái lực tăng nó quá nhanh và chúng ta thấy được là trong vòng mấy năm đổ lại đây đó, thì à, mọi người quan tâm nhiều hơn về lạm phát các bạn và mọi người hiểu nhiều hơn sau dịch bệnh về lạm phát như thế nào, tiền mất giá ra sao. Bây giờ tôi thường cảm thấy là nhiều người trẻ tuổi quan tâm về điều này hơn bao giờ hết và đây là một trong những cái điểm quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn nó liên quan đến crypto. Chúng ta cũng đã từng nói đến một cái cuộc phỏng vấn gần đây đó ở trên đài CNBC và trên đài CNBC thì thượng nghị sĩ Warren à, đã nói là bà không có cam kết là sẽ dùng một số tiền của ngân sách để mà trả bớt cái nợ công của Hoa Kỳ và cũng không có cam kết là sẽ giảm chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ các bạn. Và chúng ta thấy được là khi mà chúng ta nhìn thấy nợ công tăng cao như thế này, lý do tại sao là tại vì có thâm hụt ngân sách các bạn. Và thâm hụt ngân sách nên hiểu đơn giản đó chính là cái tiền thuế thu vào không đủ để mà chi tiêu. Giống như là các bạn là một gia đình đi thì khi các bạn lãnh lương cái tiền lương các bạn không đủ so với tiền các bạn chi tiêu thì các bạn sẽ mắc nợ và khi các bạn có nợ các bạn phải trả lãi và để các bạn thoát ra cái dòng này tại vì các bạn nợ càng nhiều thì lãi càng nhiều và lãi càng nhiều các bạn lại càng thâm hụt càng nhiều và các bạn lại mượn nhiều hơn nữa đó là một cái dòng xoáy mà không có thoát ra được thì đối với một người bình thường đó, thì cái cách mà họ thoát ra được cái cảnh này đó chính là họ phải điều chỉnh cái chi tiêu cho nó phù hợp với lại cái lương của họ thu vào và chi tiêu phải dưới cái mức lương thì họ mới có dư ra được các bạn và trả bớt nợ và từ từ sẽ không còn nợ nữa và mọi thứ trở lại bình thường nhưng mà đối với lại một quốc gia đó thì không có giống như là gia đình các bạn một quốc gia họ có thể là in tiền ra được các bạn và in tiền đó là một cách nợ của tương lai các bạn có thể nghĩ như thế này khi mà một quốc gia nào đó như là Hoa Kỳ đi họ in ra nhiều tiền thì có nghĩa là tiền trong tay của những người dân đã bị pha loãng đi giá trị của tiền bị giảm xuống các bạn và đó là cái mà chính phủ làm được mà người dân bình thường không làm được các bạn và chúng ta cũng thấy là cái vấn đề của quốc gia cũng tương tự như vấn đề ở trong gia đình các bạn một trong những cách có thể khiến cho cái nợ công giảm xuống đó chính là chi tiêu phải thấp hơn là tiền thuế thu vào rồi dùng cái số lượng tiền trên đợt đó để mà trả bớt cái nợ nhưng mà chúng ta đã nghe rất là nhiều những cái lý do tại sao mà giống như chính phủ hoa kỳ À, có nợ nhiều như vậy tại vì à, những công ty à, họ không có đóng đủ thuế, những người giàu họ trốn thuế. Các bạn nghe những cái đó rất là nhiều nhưng mà thật ra đó mới nghe thì các bạn cảm thấy là những cái này cũng có lý. Người giàu đó họ đóng thuế nhiều mà họ trốn thuế thì đương nhiên sẽ thâm hụt ngân sách. Nhưng mà trên căn bản đó các bạn thấy được là mỗi 100 ngày, mỗi 100 ngày cái số lượng tiền nợ của Hoa Kỳ tăng lên tới 1 nghìn tỷ mà khi mà các bạn nhìn vào cái danh sách của những tỷ phú mà thường vừa chia sẻ với các bạn mới đây đó thì các bạn thấy được là chúng ta đương nhiên có những người rất là giàu giống như là Michael Dell 109 tỷ à, chúng ta có những người như là Mark Zuckerberg các bạn giàu nhất trên thế giới bây giờ là 213 tỷ nhưng mà các bạn có để ý đây chính là cái tài sản của họ các bạn cộng những người này lại các bạn cộng những người mà giàu nhất trên thế giới lại các bạn nghĩ là có bao nhiêu nghìn tỷ các bạn lấy hết tài sản của họ cũng không có đủ để chi tiêu trong vòng một năm các bạn chúng ta đang nói tới là mỗi 100 ngày Hoa Kỳ có nợ công tăng lên 1.000 tỷ thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái yếu tố đó Rõ ràng là không phải đến từ những người giàu không đóng đủ thuế Mà cái yếu tố chính là ở chi tiêu các bạn Nhưng mà khi các bạn nhìn vào những con số này đó Thì các bạn thấy được là cái nợ công cứ tăng lên liên tục Có nghĩa là chi tiêu không có giảm Dẫn đến năm này qua năm nọ nợ công tăng lên Mà nợ công tăng lên đó, thì họ tiếp tục mượn những cái nợ mới Và những cái nợ đó nếu như mà chúng ta không có những nhà đầu tư họ thu mua Thì cái số nợ đó phải được thu mua bởi chính phủ các bạn Dẫn đến tiền được in ra Và tiền được in ra đó thì tiền lại tiếp tục mất giá thì câu hỏi hiện bây giờ là ai đang nắm giữ nợ công của hoa kỳ các bạn có thể nhìn thấy được đây là cái bài được chia sẻ hồi đầu năm ngoái các bạn năm 2013. Tôi không có kiếm có cái con số mới hơn nhưng mà chúng ta hãy lấy con số này đi. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là tính tới năm ngoái đó thì nợ công Hoa Kỳ chỉ mức là 31,3 nghìn tỷ mà thôi. Bây giờ đã gần 35 nghìn tỷ rồi và các bạn nhìn thấy được là trong con số này ra thì khoảng chừng 20% các bạn. Có nghĩa là khoảng 6,8 nghìn tỷ được thu mua bởi những đơn vị nhà nước như là Fed các bạn. Thì khi mà Fed thu mua những cái nợ công này có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là họ sẽ lưu lại cái số trái phiếu này như là tài sản trong ngân sách kế toán của họ rồi cái phần còn lại đó thì họ sẽ in tiền ra bằng cách là họ thêm những con số vào cho cái account của bộ tài chính để mà sử dụng đó là một trong những cách mà tiền được in ra các bạn và còn nhiều cách khác nữa giống như thông qua hệ thống ngân hàng nhưng mà trong cái trường hợp này thì tiền đã được in ra các bạn và gửi cho bộ tài chính của hoa kỳ thì bộ tài chính của hoa kỳ lại dùng cái số tiền này để mà chi tiêu cho ngân sách các bạn họ chi tiêu cho những cái giống như là làm đường hay là họ chi tiêu để mà mua này mua kia thì tiền lại được đưa vào trong nền kinh tế và tiền đã được pha loạn các bạn dẫn đến tiền bị mất giá cái mấu chốt đó không có phải là bán bao nhiêu trái phiếu mà cái mấu chốt đó chính là những trái phiếu đó được mua bởi ai trong trường hợp này đó chúng ta thấy là tại sao mà giống như fed phải can thiệp để mua trái phiếu tại vì tất cả những trái phiếu đó không bán hết được cho những nhà đầu tư các bạn trong nước và ngoài nước. đương nhiên cái số lượng lớn thì vẫn được bán, nhưng mà một số trong những trường hợp chúng ta thấy được là không có ai mua hết. giống như là trong thời điểm dịch bệnh đi, lúc đó chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra thực sự các bạn. Những công ty mà họ có tiền mặt họ cũng muốn lưu trữ tiền mặt mà họ không muốn mua trái phiếu, tại vì họ không biết là họ có cần tiền mặt hay là không. Và những nhà đầu tư cũng như vậy, họ không muốn đầu tư gì hết, họ chỉ muốn giữ tiền mặt để mà quan sát mà thôi. Những thời điểm đó khi mà chúng ta thấy cái số lượng tiền lớn được in ra đó thì phần lớn lại được thu mua bởi Fed và chúng ta thấy đây không phải là ngoại lệ riêng cho Hoa Kỳ đâu chúng ta nhìn thấy là những quốc gia khác đó thì cũng tương tự như vậy chỉ là Hoa Kỳ có nhiều dữ liệu hơn nó công khai hơn cho nên nhiều người nói đến Hoa Kỳ nhiều hơn và Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất cho nên nhiều người quan tâm. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là một cái thống kê, thống kê này ra thì cũng vài năm trước rồi các bạn, năm 2017. Đáng tiếc là không có thể kiếm có những cái thống kê mới hơn nhưng mà đây là cái con số đến từ nước Anh các bạn. Thì ở nước Anh ra sao thì chúng ta thấy được là ở nước Anh đó, cách đây khoảng chừng là vài năm các bạn, năm 2017 tới bây giờ đó thì cũng đã khoảng 7 năm trước rồi. 7 năm trước chúng ta nhìn thấy được là cái phần mà màu đen này đó chúng ta nhìn thấy là cái phần trái phiếu của nước Anh được lưu trữ bởi ngân hàng trung ương của nước Anh các bạn là tới 25% con số không có nhỏ đâu các bạn và cái phần trăm mà chính phủ phải tự mua trái phiếu của mình là một cái phần trăm nó rất là quan trọng các bạn và phần trăm đó càng lớn đó thì chúng ta càng thấy tiền sẽ càng bị mất giá và chúng ta có thể nhìn thấy là những quốc gia khác thì sao chúng ta bây giờ hãy nói tới những quốc gia như Nhật Bản đi Nhật Bản sẽ nhìn thấy được là con số nó còn kinh khủng hơn nữa chúng ta nhìn thấy được là ngân hàng trung ương của Nhật Bản Bank of Japan là đơn vị mà lưu trữ tổng cộng là hơn phân nửa các bạn hơn phân nửa nợ của Nhật Bản nằm trong tay của ngân hàng trung ương Nhật Bản rồi 53.8% cho nên chúng ta mới thấy được là tiền ở Nhật Bản đó thì mất giá liên tục tại vì những cái trái phiếu này đã không có được ưa chuộng các bạn và được thu mua nhiều ở trên quốc tế thì các bạn có nghĩ đi các bạn có một cái người bạn người bạn này đó thì liên tục xài tiền nhiều hơn là họ thu vào và mỗi lần mà họ tới cuối tháng mà họ không có đủ tiền nên thì họ lại đi vay mượn họ đi vay mượn thì các bạn nghĩ tới một lúc nào đó mọi người sẽ xa lánh và không cho người này mượn nữa các bạn tại vì mượn nữa cũng như vậy mà thôi tháng sau họ lại thâm hụt nữa và tháng kế tiếp cũng như vậy và mãi mãi là như vậy thì các bạn có nghĩ đi những quốc gia thì như thế nào các bạn nhìn thấy được là nếu như mà chúng ta cứ thấy những quốc gia mà họ cứ bán nhiều công trái phiếu hoài và cứ tiếp tục như vậy đó thì càng ngày sẽ càng nhiều người họ không muốn đụng đến những cái công trái phiếu này các bạn tại vì họ cảm thấy được là có cái gì đó nó không ổn khi mà chi tiêu cứ vượt qua cái số lượng thuế thu vào còn về nền kinh tế lớn thứ nhì thì sao các bạn trung quốc thì các bạn nhìn thấy được là trung quốc cũng vẫn là quốc gia có cái nợ công nhiều đứng thứ hai trên thế giới nhưng mà chúng ta nhìn thấy so sánh khi mà chúng ta nói tới những cái uh, tỷ lệ giữa nợ công và cái thu nhập GDP của quốc gia đó thì Trung Quốc con số nhìn đỡ hơn là Hoa Kỳ nhưng mà những con số này nó cũng không có hoàn toàn đầy đủ các bạn Trung Quốc là một, một quốc gia mà không có nhiều những cái dữ liệu công khai nhưng mà gần đây chúng ta có một cái bài viết à, chúng ta thấy được bài viết này đó là đến từ Fidelity International các bạn vào đầu năm nay thì trong bài viết này nói là khi mà chúng ta nói tới nợ công của Trung Quốc đó, thì nó khác những quốc gia còn lại tại vì Trung Quốc đó, nợ công thì họ chia ra làm hai phần một phần đó là nợ công của chính phủ trung ương Trung Quốc Thứ nhì nữa là cái nợ mà những cái đơn vị địa phương các bạn như là những cái quận, những cái thành phố họ có thể tự bán trái phiếu, họ có thể tự mượn tiền và dùng tiền đó để mà xây đường hay là xây trường học hay cần cái gì đó mà cái tiền thuế không có đủ thì họ có thể là tự có nợ công riêng của mình. Khi mà cộng hai cái này lại đây thì các bạn nhìn thấy được là cái nợ công của Trung Quốc tính theo phần trăm của GDP thì cũng sắp xỉ như là Hoa Kỳ các bạn không có khác biệt nhiều lắm đâu có nghĩa là ở Trung Quốc cũng có rất là nhiều nợ công các bạn chỉ là họ chia làm hai phần mà thôi và ai đang lưu trữ những cái nợ công này thì các bạn thấy được là chúng ta có một cái bài viết cái tây 4 năm đến từ sau China Morning Post Thường không có kiếm có bài viết nào mà mới hơn thì trong bài viết này đó, họ vẫn để là cái đơn vị mà sở hữu một phần lớn của nợ công của trung quốc đó vẫn là chính phủ trung quốc các bạn và những cái công ty mà thuộc quyền quản lý của chính phủ trung quốc cũng phải mua nợ công của trung quốc tại vì ở trung quốc đó chúng ta cũng có rất là nhiều những cái công ty những cái thương nghiệp mà họ sở hữu một phần bởi chính phủ trung quốc thì những công ty đó họ vẫn phải chích một phần tiền để mà mua nợ công của trung quốc à, cho nên chúng ta nhìn thấy được là tình hình đó thì cũng tương tự như những quốc gia còn lại mà thôi thì những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó, nó mang ý nghĩa như thế nào các bạn thấy được đây là cái tình hình chúng ta đã có từ nhiều năm rồi không phải là mới đây đâu nhưng mà từ khi mà có dịch bệnh tới bây giờ ít ra là trong thế hệ này các bạn mỗi thế hệ đó thì chúng ta vẫn có những người mà cũng lên tiếng chỉ trích một cái hệ thống mà vận hành bằng nợ như thế này À, và các bạn thấy được là nhiều người cũng đã kêu gọi là hệ thống này sẽ sụp đổ trong vòng bao nhiêu năm đến bây giờ họ vẫn tiếp tục hoạt động như vậy mà thôi các bạn và cũng sẽ không có nhiều sự thay đổi trong thời gian tới đây đâu cho dù là chúng ta biết như vậy biết là cái thu nhập nó ít hơn là chi tiêu dẫn đến là có lỗ hỏng ở trong ngân khố nhưng mà cũng không có dễ dàng thay đổi được đâu các bạn tại vì quốc gia đó có những cái chi tiêu họ cần phải chi tiêu như là liên quan đến quốc phòng liên quan đến chiến tranh, liên quan đến chống lại thiên tai, chống lại những cái như dịch bệnh các bạn, những thời điểm đó đó không có cách nào khác, ngoài trừ là in tiền thì các bạn sẽ được là những quốc gia thì đều làm cái điều tương tự như vậy. Cho nên cái này là cái hệ thống rồi chứ nó không có phải là một cái lỗi nữa. Cho nên nếu nói là thay đổi đó thì thường không có nghĩ là sẽ thay đổi đâu các bạn và thường chia sẻ những cái này với các bạn cũng không phải là để phàn nàn hay gì hết. Đây các bạn có thể nhận ra được đây là cái hệ thống đang hoạt động hiện bây giờ và Thường cảm thấy là thế hệ bây giờ đó, thế hệ trẻ thì họ cảm nhận được cái điều này đó nhiều hơn bao giờ hết. Trước đây đó khi chúng ta nói tới những cái thông tin như thế này thì nhiều người đó cũng không quan tâm đâu các bạn. có thể nói là chúng ta đang nói chuyện khùng điên mà thôi chứ còn à, mọi thứ vẫn đang tốt. Khi mà chúng ta thấy là người ta vẫn đi làm, vẫn kiếm được nhiều tiền thì một người bình thường nó cũng có thể làm mua nhà được, mua xe được, cuộc sống cũng thoải mái thì không có ai quan tâm nhiều. Đến những thông tin này đâu các bạn, cho đến khi mà mọi thứ không như mong muốn nữa chúng ta có thể nhìn thấy được là cho dù bao nhiêu tiền được in ra bơm vào trong thị trường thì chúng ta nhìn thấy được là chúng ta vẫn có những cái sự kiện như là những ngân hàng ngay cả ở Hoa Kỳ các bạn ngân hàng địa phương thì vẫn bị sụp đổ và bây giờ những ngân hàng đó họ đang gồng lỗ là 517 tỷ đô la các bạn lý do tại sao tại vì lãi suất bây giờ cao quá dẫn đến là những cái trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ họ lưu trữ trước đây đó bây giờ đang bị lỗ các bạn mà đương nhiên chỉ bị lỗ khi họ bán mà thôi và họ chỉ cần bán khi mà mọi người đến rút tiền hàng loạt đó là chuyện đã xảy ra vào năm ngoái hồi tháng 3 đó các bạn các bạn nghĩ là khi nào mới có người đến rút tiền hàng loạt thì có đó các bạn năm ngoái hồi tháng 3 lý do là tại vì chúng ta thấy là khi mà fed tăng lãi suất như thế này ở cái mức mà cao kỷ lục trong vòng mấy chục năm qua thì nhiều những cái công ty họ chịu không nổi các bạn họ cần phải rút tiền ra khỏi ngân hàng để mà có tiền chi tiêu uh, cho công ty của họ và nhiều công ty đến rút tiền như vậy đó nhiều những người có tiền họ nên rút tiền dẫn đến ngân hàng tại có một số tiền lớn để mà đáp ứng nhưng mà họ lại không có sẵn nhiều tiền như vậy tại vì ngân hàng các bạn gửi tiền vào thì cái các bạn nhìn thấy trên màn hình á các bạn gửi tiền vào các bạn thấy là ok account mình bây giờ có là một ngàn đô la nhưng mà trên chân bản đó là một ngàn đô la nợ họ đang nợ các bạn số tiền đó số tiền các bạn gửi họ đã phần lớn đã được phân phối rồi các bạn họ dùng tiền đó để mà cho người khác vay họ dùng tiền đó để mà đầu tư và công trái phiếu thì khi mà nhiều người đến rút như vậy, họ phải bán tài sản của họ và những công trái phiếu lại bị mất giá bây giờ. Tại vì lãi suất bây giờ đã cao hơn so với trước đây. Thì những công trái phiếu mới bây giờ ra lãi suất tốt hơn thì người ta sẽ ưa chuộng những cái công trái phiếu đó. Những công trái phiếu cũ với lãi suất thấp hơn đó, thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ không có muốn mua với cái mức giá như là trước đây đâu. Họ muốn cái mức giá thấp hơn dẫn đến là những cái công trái phiếu đó phải được bán với mức giá thấp bị lỗ các bạn à, tại vì lãi suất với lại giá của trái phiếu đó nó đi ngược với nhau thì chúng ta nhìn thấy được là bây giờ họ vẫn đang gồng cái phần lỗ hơn 500 tỷ như thế này và đương nhiên nếu như mà có một sự kiện nào đó xảy ra đó thì rất nhiều ngân hàng sẽ gặp vấn đề các bạn và lại dẫn đến là chính phủ lại phải tiếp tục in thêm tiền để mà cứu những ngân hàng này các bạn và chúng ta cũng thấy được là đối với người dân đó thì họ cảm nhận được thứ nhất là thông qua tình hình kinh tế bây giờ rất là tệ các bạn như thường vừa chia sẻ khi mà mọi thứ tốt người ta đi làm một người bình thường cũng mua nhà mua xe được thì họ không quan tâm nhiều rồi các bạn nhưng mà khi mà chúng ta thấy được là trong một cái thời điểm mà cho dù là tiền được in ra nhiều như vậy và cũng vì lý do tiền được in ra nhiều như vậy các bạn dẫn đến là chúng ta thấy fed thì vẫn đang thử nghiệm coi là hệ thống tiền tệ vận hành như thế nào cho nên chúng ta mới thấy được là khi mà lạm phát tăng cao thì những cái quốc gia ngân hàng trung ương đó họ tìm cách để mà đẩy lạm phát các bạn đẩy lạm phát đó là một cái giống như là chúng ta không có biết rõ là làm sao chính xác để mà đẩy lùi lạm phát được và phải hy sinh bao nhiêu kinh tế mới đẩy lùi lạm phát được các bạn tất cả chỉ đều là một thử nghiệm mà thôi và bây giờ vẫn đang thử nghiệm bây giờ Fed vẫn đang thử nghiệm xem coi là lãi suất khi nào giảm mới hợp lý các bạn thấy được là không có gì chắc chắn 100% hết hệ thống tiền tệ bây giờ cũng là một hệ thống mà đang được thử nghiệm hàng ngày luôn các bạn đó chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là mọi người không biết là Fed khi nào mới giảm lãi suất tại sao Fed giữ lãi suất cao như vậy rồi khi nào mới giảm lãi suất được lãi suất bao nhiêu mới là đủ trong thời điểm hiện bây giờ tất cả chỉ là ước tính mà thôi thì nhiều người đó họ chỉ trích nó là cả thì crypto chỉ là một cuộc thử nghiệm thì các bạn thấy được là ở ngoài đời thật bây giờ hệ thống tiền tệ cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là những người bình thường bây giờ lãi suất cao như vậy, công ty đó thì lại không có được ổn dẫn đến là họ thứ nhất là có việc làm mai rồi các bạn nếu như mà không có việc làm là chuyện khác nữa nhưng mà họ có công việc họ cũng không có được tăng lương như mong muốn mà chúng ta nhìn thấy là lãi suất lại cao, họ không thể mua nhà được các bạn thấy được là khi mà họ không thể đạt được như họ muốn đó, thì mọi người lại quan tâm nhiều hơn về những gì đang xảy ra hiện tại để chúng ta nhìn thấy được đây là một cái ứng dụng của McDonald và họ cũng đã chia sẻ cái mức giá của McDonald năm 2019 so với bây giờ thì các bạn có thể thấy thường chia sẻ mỗi một tháng liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI ở Hoa Kỳ thì phần trăm lạm phát nó đâu đó là vài phần trăm hay là trong vòng mấy năm qua chúng ta nhìn thấy được là khoảng dừng à, 10-20 phần trăm gì đó mà thôi cho thức ăn các bạn McDonald là một trong những cái tiệm ăn rất là bình dân các bạn là tiệm ăn nhanh có thể nói là ai ai cũng tiếp cận được nhưng mà các bạn nhìn thấy được là trên màn hình chúng ta nói tới khoai tây chiên đi thì khoai tây chiên năm 2019 đó, thì có 1 đô 79 cent mà thôi. Bây giờ khoai tây chiên trung bình đã là hơn 4 đô rồi các bạn. Tăng 134%. Maked chicken các bạn. Đó chính là cái bánh sandwich mà có gà chiên. 1 đồng 29 cent. Năm 2019 bây giờ đã là 3 đồng 89 cent rồi các bạn. Tăng tới 200% chúng ta nhìn thấy được biết mát cũng tăng 87% những con số này đã tăng rất là kinh khủng các bạn chúng ta thấy là con số này đã tăng nhiều hơn là con số được đưa ra bởi bộ thông tin lao động ở Hoa Kỳ rất là nhiều phần trăm lạm phát thực đó cực kỳ kinh khủng các bạn và nó ảnh hưởng đến người dân cho nên càng ngày càng nhiều người quan tâm đến những gì xảy ra hơn như bên nào mà sử dụng tiktok đó một cái nền tảng mà rất nhiều giới trẻ sử dụng thì các bạn thấy được là có rất nhiều những cái video phàn nàn về lạm phát phàn nàn về là họ đi làm trực khổ nhưng mà cũng không đạt được những cái giấc mơ như là từng lớp trước và chúng ta cũng thấy được đây là lý do tại sao mà chúng ta có những chính trị gia đó thì càng ngày họ càng muốn tiếp cận với giới trẻ nhiều hơn các bạn. thay vì giới trẻ bây giờ đó thì họ không có được vui lắm. Chúng ta nhìn thấy được là trên màn hình đó, đây chính là Tổng thống El Salvador, Najib Bukele cũng vừa gặp Jack Mueller các bạn ở trong thị trường crypto này. À, Jack Mueller chính là CEO của công ty Strike. Và chúng ta cũng thấy được là Donald Trump gần đây chúng ta cũng đã biết là chuyển sang hướng là ủng hộ crypto rất là nhiều và thậm chí lên những cái podcast như là của Logan Paul các bạn. 该。Okay. số lượng người mà xem Logan Paul đó là những người trẻ tuổi hơn thì những cái người mà chính trị gia bây giờ đó họ muốn tiếp cận nhiều và họ hứa hẹn rất nhiều đối với giới trẻ tại vì họ biết giới trẻ thứ nhất bây giờ là không có được vui với hệ thống hiện tại và thứ nhì giới trẻ đó là những cái phiếu bầu rất là đáng giá và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là ngay cả những ứng cử viên khác giống như chúng ta nói tới là Robert F. Kennedy thì cũng xuất hiện ở những cái sự kiện liên quan tới Bitcoin và chúng ta cũng thấy được là ngày hôm nay đó thì ông cũng đã cam kết nếu như mà ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ đó, thì ông sẽ tha bổng cho Ross Ulbricht các bạn. Ross Ulbricht là cái người mà đứng đầu của một cái trang web có tên là Silk trước đây. Đây là một trang web bán hàng cấm các bạn và bán hàng cấm lúc đó là sử dụng Bitcoin thì Ross Ulbricht đã bị bắt và bỏ tù và bỏ tù trung thân luôn các bạn thì đối với nhiều người đây thì đương nhiên bán hàng cấm là có tội các bạn nhưng mà có đến nỗi bỏ tù trung thân hay là không với cái tội này tại vì trên căn bản đó Ross Ulbricht cũng không phải là người mà trực tiếp bán hàng cấm mà đây là một cái trang web mà cho những người khác list hàng cấm của mình trên đó họ chỉ vận hành một trang web mà thôi đương nhiên vẫn có tội các bạn nhưng mà có đến nỗi bị trung thân hay không nhiều người nói là không chỉ là lúc đó đó chính phủ Hoa Kỳ rất là ghét Bitcoin cho nên muốn dùng Ross Ulbricht để mà răng đe những người còn lại. Nhưng mà bây giờ đó, thì các bạn thấy được là cả hai người Donald Trump và Robert F. Kennedy thì đều hứa hẹn là sẽ tha cho Ross Ulbricht nếu như mà trở thành Tổng thống. Các bạn thấy được đây là những cái để mà lấy lòng những người nhỏ tuổi hơn các bạn tại vì sao? Tại vì chúng ta cũng vừa nói đến những cái mà thường chia sẻ nó không phải là để phàn nàn với các bạn. thường chỉ muốn cho các bạn thấy rõ ràng hơn gì đang xảy ra bây giờ mà thôi và nó sẽ tiếp tục xảy ra các bạn cho dù ai là tổng thống đi nữa đó hệ thống vẫn sẽ tiếp tục vận hành như vậy và chúng ta thấy tiền sẽ ngày lại càng mất giá đây là điều mà tôi nghĩ là tôi đã nói rất là nhiều lần rồi và dẫn đến tiếp cận đầu tư là một cái cực kỳ quan trọng và các bạn thấy được là khi mà chúng ta có những chính trị gia đó ngài lại càng quan tâm nhiều hơn đến giới trẻ đó thì các bạn thấy một trong những cái điều mà giới trẻ quan tâm đó chính là crypto các bạn nó sẽ có cái độ ủng hộ tốt cho với crypto sau này và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được ở quốc hội đó thì những người mà ủng hộ crypto khi họ bỏ phiếu đó thì cái tuổi trung bình của họ là 51 tuổi mà thôi đương nhiên có những người trẻ hơn những người già hơn nhưng mà chúng ta thấy được là cái độ tuổi là khoảng chừng 51 tuổi những người mà chống đối những du lịch crypto ra thì thường cái lứa tuổi trung bình cao hơn là khoảng 65 tuổi thì các bạn thấy được là một ngày nào đó thì những cái người lớn tuổi hơn họ sẽ về hưu và cái ghế của họ sẽ nhường lại cho người mà trẻ tuổi hơn và với cái xu hướng là ủng hộ thị trường crypto này các bạn và tại vì sao lại ủng hộ crypto tại vì các bạn nhìn thấy được là giới trẻ khi mà họ nhìn vào những gì đang xảy ra hiện bây giờ đó họ cảm thấy họ không thể làm gì hơn ngoại trừ việc là họ phải tìm cách đầu tư để mà bảo vệ cái tiền của mình chứ cái cách mà đi làm rồi cố gắng để có thể có lương cao hơn rồi để dành tiền đầu tư chút đỉnh và nhiêu đó đã đủ để mà có một cuộc sống tốt rồi đó thì đã không còn nữa các bạn thế hệ đó đã trôi qua rồi bây giờ đó họ quan tâm nhiều hơn về cái độ mức giá có tiền như thế nào và họ làm sao để mà bảo vệ cái độ mức giá đó cho nên đầu tư ngày là càng là một cái yếu tố quan trọng của các bạn và đương nhiên một lần nữa thông muốn chia sẻ với các bạn là cái điều mà nhiều người trẻ quan tâm bây giờ đó chính là thị trường crypto Và cũng vì lý do đó các bạn chúng ta nhìn thấy được là cái sự quan tâm từ phố Wall cũng rất là cao Không chỉ riêng là những cái chính trị gia đâu các bạn Chúng ta nhìn thấy được là phố Wall đó hiện bây giờ đã dẫn đầu ở trong cái số lượng volume giao dịch liên quan tới Bitcoin Futures các bạn Chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng giao dịch trên sàn CME Futures đã nhiều hơn cả Binance các bạn có nghĩ đi Binance là một cái sàn rất là lớn trên thế giới các bạn nhưng mà cái volume giao dịch Bitcoin Futures ở trên CME còn nhiều hơn nữa và đương nhiên phần lớn nó đến từ những công ty forward nhưng mà các bạn cũng thấy được là một trong những yếu tố có thể tại vì bây giờ nhiều công ty họ lưu trữ Bitcoin cho nên các bạn thấy được là họ sử dụng hợp đồng tương lai futures là một cách để mà quản lý rủi ro của họ và chúng ta cũng thấy được là công ty Standard Charter Họ cũng đã ra mắt một bàn giao dịch spot bitcoin tại London Trở thành một trong những ngân hàng lớn đầu tiên Cung cấp dịch vụ giao dịch bitcoin trực tiếp Cho các tổ chức Thì cái này là gì các bạn? Cái này đó là một cái sàn giao dịch Họ gọi là Trading Desk thường đã được sử dụng cho những tổ chức mà thôi. Đương nhiên các bạn là một người bình thường, các bạn có thể sử dụng những cái sàn thông thường được. Các bạn lên đó mua bán, không cần phải ai hỗ trợ hết. Nhưng mà các bạn thấy được là một người, giống như chúng ta nói tới Michael Dell đi, mới đây. Thì Michael Dell bây giờ muốn mua là 100 triệu hay là 1 tỷ đô la. Thì đương nhiên không thể nào mà kêu Michael Dell set up một cái account ở trên Coinbase rồi KYC các bạn. Rồi nạp 1 tỷ vào đó để mà mua được. Thường không có biết ngân hàng nào mà cho nạp 1 tỷ thật trực tiếp vào trong Coinbase các bạn. Con số rất là lớn. Thì họ sẽ có những cái bàn giao dịch spot Bitcoin như thế này để mà hỗ trợ các bạn cái xu hướng nó không thể nào rõ ràng hơn về thị trường này đã ngày lại càng lớn mạnh hơn và chúng ta cũng thấy nói đến tình hình của Bitcoin Spot ETF đi tuy là như vậy chúng ta đang nói tới là về dài hạn đó, thị trường này thùng vẫn rất có lòng tin các bạn nhưng mà về ngắn hạn nên thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy có lực bán đến từ Bitcoin Spot ETF tâm lý trong thị trường spot bình thường đó, bây giờ đang rất là chán nản các bạn thì các bạn cũng đã nghe thường chia sẻ trước đây trong thời gian ngắn hạn đó, thì uh, bitcoin spot etf nó giống như là một cái kính phóng đại khi mà tình hình của thị trường bình thường không ổn thì cũng sẽ có những nhà đầu tư bitcoin spot etf họ cũng lo lắng và bán các bạn mà chúng ta cũng đã chứng kiến điều đó xảy ra hơn một tuần rồi hôm qua đã kết thúc chúng ta vẫn tiếp tục có dòng tiền âm là 105 triệu các bạn nói chung đó, tổng cộng chúng ta đã có uh, liên tục đương nhiên chúng ta có một cái ngày lễ tuần vừa rồi nhưng mà chúng ta không tính ngày đó thì chúng ta tính liên tục là 6 ngày đã có dòng tiền âm rồi một điều mà chúng ta tiếp tục chứng kiến đó chính là BlackRock Bitcoin Spot ETF IBIT thì chúng ta không thấy có dòng tiền rời khỏi các bạn một là họ có dòng tiền dương nhẹ còn hai là con số không các bạn thấy được đây là một trong những cái quỹ mà nó rất là khác so với những quỹ còn lại tại vì gần đây chúng ta nhìn thấy được là cả hai Fidelity và BlackRock đó, thì họ đều thi nhau xem coi là ai bán nhiều nhất các bạn <laughs> Và đương nhiên cái này chỉ là những hiện tượng ngắn hạn mà thôi chúng ta cũng đã có cả tháng dòng tiền dương rồi các bạn. Chúng ta chỉ mới chứng kiến dòng tiền âm chỉ khoảng chừng là hơn một tuần mà thôi. Điều quan trọng là về dài hạn đó thì bao nhiêu tiền được lóc lại trên những quỹ này các bạn và con số rất là lớn. 14, 15 tỷ hiện bây giờ từ khi bắt đầu từ tháng 1 các bạn. Và khi mà tâm lý đỡ hơn đó, thì dòng tiền lại trở về và sẽ còn nhiều hơn cái số rời khỏi. Và chúng ta cũng thấy được là có rất nhiều những cái tin tức liên quan tới Ether Spot ETF ngày hôm qua. Nói tóm lại ra thì chúng ta đã biết là ngày hôm qua là cái hạn chót cho những cái công ty mà muốn phát hành Ether Spot ETF. Họ nộp lại cái đơn S1 đã chỉnh sửa cho SEC để có thể được duyệt và bắt đầu giao dịch thì ngày hôm qua đó tất cả đều nộp lại hết rồi các bạn chúng ta có Fidelity, Bitwise, chúng ta nói tới 21 Share, BlackRock, Vanek tất cả đều đã nộp lại hết cho SEC rồi và chúng ta cũng thấy là trong những cái đơn S1 này đã cũng có một vài điều thú vị thứ nhất đó là Fidelity họ đã công bố là sẽ bắt đầu cái quỹ Ether Spot ETF của họ với 4 triệu 7 đô la cái gì các bạn, cái này gọi là seed amount có nghĩa là những cái quỹ ETF này đó họ không được quyền mua trước Tại vì chỉ khi nào bắt đầu mới được mua mà thôi nhưng mà họ có thể xin phép để mua trước một số Nhưng như là đây là cái số vốn để bắt đầu giao dịch các bạn, cứ nghĩ là các bạn là một cái cửa hàng đi Thì khi mà đầu ngày các bạn phải để một số tiền vô trong cái máy tính tiền các bạn tại vì à, cái người khách đầu tiên tới các bạn phải có tiền để mà thối cho họ thì cũng tương tự chúng ta đi là những công ty như là Phải Fidelity đi thì trước khi họ bắt đầu cho giao dịch Ether Spot ETF họ phải có sẵn một số lượng Ether để khi mà người đầu tiên tới mua đó họ có thể phát hành cổ phiếu ngay lập tức còn về BlackRock đó họ sẽ bắt đầu với 10 triệu đô la các bạn thì có nghĩa là cái số lượng tiền này họ sẽ mua Ether trước để chuẩn bị ra mắt Ether Spot ETF. Một điều nữa thú vị đó là chúng ta thấy được là venex cũng đã chỉnh sửa cái đơn S1 của họ và họ là công ty đầu tiên công bố cái phí là 0.2% cho cái quỹ Ether Spot ETF của họ. Đây là cái phí rất là thấp luôn, nhưng quỹ còn lại đây thì chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà khả năng nó cũng sẽ giống như là Bitcoin Spot ETF sẽ có một cái cuộc chiến liên quan tới quảng cáo và phí và chúng ta cũng đã thấy là công ty Bitwise thì cũng đã công bố ngày hôm qua là cái quỹ Pantera đã cam kết mua 100 triệu Ether từ họ Mọi người đó thì đều đang chờ đợi cái ngày mà Ether Spot ETF bắt đầu giao dịch xem coi là cái volume như thế nào các bạn Và cái nhu cầu tích lũy ra sao Tại vì chúng ta muốn thấy Ether Spot ETF thành công thì chúng ta mới có khả năng có những cái quỹ ETF kế tiếp và chúng ta cũng thấy được là tiếp tục có những cái quảng cáo đến từ bitwise liên quan tới ethereum để mà giải thích cho mọi người biết ether là gì các bạn à, thì chúng ta thấy được những cái này là những cái mà nó vẫn sẽ giúp ích cho mọi người từ từ làm quen với ether hơn tại vì tuy ether là cái đồng lớn thứ nhì trong thị trường crypto nhưng mà các bạn thấy được là thị trường tài chính nói chung thì cũng không có quen thuộc với ether quá đâu họ chỉ quen thuộc với lại Bitcoin mà thôi Và vì lý do đó chúng ta thấy được là Matt Hogan Matt Hogan chính là giám đốc đầu tư của, của công ty Bitwise Và ông cũng đã chia sẻ một cái thuyết rất là dài các bạn Cái thuyết này đã, đã đưa ra ba lý do tại sao nên đầu tư thêm Ether vào danh mục đầu tư của bạn Và một lý do tại sao bạn nên chỉ quan tâm duy nhất đến Bitcoin mà thôi cho những nhà đầu tư phố War thì để thương chia sẻ những lý do này có thể là nói qua để các bạn cảm thấy à, nó cũng không có hoàn toàn hợp lý 100% nhưng mà cũng không quan trọng các bạn tại vì cái này không phải viết cho các bạn mà viết cho nhà đầu tư mà họ đang lưu trữ Bitcoin Spot ETF bây giờ và họ đang suy nghĩ là có nên đa dạng hóa vào Ether hay là không chứ không phải để dành cho những người mà trong thị trường crypto này thì trước hết chúng ta hãy nói tới lý do tại sao mà nên đầu tư thêm vào Ether thì thứ nhất là Matt Hogan nói là tương lai của crypto rất khó dự đoán giống như là sự bùng nổ của thời dot com không biết công ty nào sẽ tồn tại lâu dài cho nên cần phải đa dạng hóa kế đó, đó thì sở hữu cả bitcoin và ethereum khoảng 75% bitcoin và 25% ether giúp đa dạng hóa và quản lý rủi ro và kế đó là vốn hóa thị trường ether khoảng 1 phần ba của bitcoin cho nên vẫn còn nhiều tiềm năng để mà tăng trưởng đó là lý do đầu tiên đa dạng hóa do thứ nhì tại sao nên đầu tư thêm vào Ethereum là Ether có các trường hợp sử dụng khác nhau so với BTC, Bitcoin đó thì tập trung vào việc trở thành một hình thức tiền tệ mới, Ether nhắm đến việc làm cho tiền tệ có thể lập trình được, cho phép các ứng dụng mới như là stablecoin và DeFi. Các bạn thực đây là những cái lời giải thích rất là đơn giản cho mọi người mà họ không biết gì về Ether có thể hình dung được Ether là gì và ông nói thêm là thêm ether vào danh mục đầu tư chủ yếu là BTC mang lại sự tiếp cận rộng hơn với các ứng dụng blockchain. Tại vì đối với lại margin thì các bạn đầu tư vào Bitcoin chỉ vì lý do như là các bạn nghĩ đây là tiền tệ tương lai, các bạn nghĩ Bitcoin là tài sản kỹ thuật số, các bạn nghĩ đây là vàng 2.0, các bạn nghĩ đây là tài sản lưu trữ dài hạn hay là bất cứ một lý do nào khác chứ không phải là các bạn muốn tiếp cận rộng rãi hơn với những ứng dụng blockchain tại vì tất cả ứng dụng blockchain nằm trên những mạng lưới khác như là Ethereum chứ không phải là Bitcoin. Và điều thứ ba ông nói tại sao nên thêm Ether và một danh mục đầu tư chính là hiệu suất lịch sử thì cái này cũng không có hoàn toàn chính xác đâu các bạn tại vì ông cũng nói đó là lịch sử cho thấy cái danh mục đầu tư có cả Bitcoin và Ether đều có lợi nhuận cao hơn và dao động phần trăm tối đa thấp hơn so với những danh mục mà chỉ có Bitcoin mà thôi Tuy nhiên ông cũng nói là Bitcoin đã vượt trội hơn so với Ether trong thời gian gần đây cho thấy điều này đó cũng đã đang thay đổi rồi thì đây là ba cái lý do tại sao mà một người mà họ đang lưu trữ Bitcoin Spot ETF họ cũng nên nghĩ đến thêm y vào danh mục đó và ông cũng nêu ra một cái lý do mà tại sao một người ra chỉ nên đầu tư duy nhất cho Bitcoin mà thôi đó chính là nếu như bạn tập trung vào tiền tệ tài sản kỹ thuật số thì chỉ nên quan tâm đến Bitcoin mà thôi tại vì nếu như mà cái mối quan tâm chính của bạn là sự suy giảm của tiền tệ fiat hoặc là các vấn đề như nợ và lạm phát đó, thì việc giữ Bitcoin là hợp lý. Bitcoin có lợi thế lớn như là một cái hình thức tiền tệ, tài, tài sản mới với thiết kế và cộng đồng hướng tới mục tiêu này. Và thị trường tiền tệ rất là lớn cung cấp tiềm năng tăng trưởng lớn cho BTC. Thì đây là ba cái lý do tại sao mà nên thêm Bitcoin vào, một lý do tại sao mà chỉ nên đầu tư vào Bitcoin mà thôi. Và kết luận là nếu như bạn muốn tiếp cận hệ sinh thái của crypto và blockchain thì các bạn hãy sở hữu nhiều tài sản crypto khác nhau, bao gồm cả Ether. Nếu như bạn chỉ quan tâm đến tiền hay là tài sản kỹ số mới thì chỉ nên mua Bitcoin mà thôi. Đó là kết luận của Matt Hogan các bạn. Và Thuận biết cái video này cũng đã khá là dài rồi nhưng mà Thuận muốn các bạn nắm bắt hết những cái thông tin. À, và các bạn thấy được là chúng ta có cái thống kê là hiện bây giờ chúng ta có đến 6 tỷ đô la Ether sẽ bị thanh lý nếu như mà giá Ether lên tới 4.000 đô và chúng ta đã thấy được là chúng ta có những dấu hiệu như là có cá voi đang tích lũy Ether hiện bây giờ chúng ta thấy được là Ether Spot ETF đó có thể bắt đầu trong thời gian 2 tuần tới đây có thể nói là hai tháng qua đó mọi người chủ yếu quan tâm đến Bitcoin nhưng mà trong vòng tôi nghĩ là một hai tháng tới đó chúng ta sẽ thấy sự quan tâm không chỉ riêng ở Bitcoin mà có cả Ether nữa các bạn tại vì chúng ta sắp sửa có sự kiện lớn là Ether chuẩn bị để mà giao dịch và chúng ta cũng thấy được là công ty UMAX, đây là một cái công ty mà họ chuyên về những cái ETF liên quan tới đòn bẩy hay là liên quan đến option các bạn quyền chọn. Thì họ đã nộp đơn cho một cái quỹ Ether Option Income Strategy ETF dựa trên các quỹ Spot ETF sắp ra mắt cho Ethereum. Và đây là một cái quỹ mà quyền chọn ETF sử dụng quyền chọn mua hay là call option để mà tạo thu nhập. Người lưu trữ Ether Spot ETF đó thì có thể bán call option để kiếm thêm thu nhập. Và quản lý rủi ro Hiểu đơn giản nó đây là quyền chọn các bạn Các bạn có Ether trong tay hay là có Ether spot Ether trong tay các bạn có thể bán là quyền được mua Ở cái mức giá cao Để mà các bạn có thể là lấy cái tiền đó Như là thu nhập thu động các bạn Và đương nhiên lỡ như mà giá Ether tăng mạnh Thì các bạn thấy được là họ sẽ Thực hành cái quyền được mua đó Nhưng mà cái mức giá vẫn cao hơn Cái mức mà các bạn mua cho nên các bạn vẫn sẽ có lời Chỉ là không lời nhiều mà thôi Đây là một trong những cách mà tạo ra thu nhập mà có rủi ro ít nếu các bạn lưu trữ tài sản đó trong tay và như thường đã chia sẻ trước đây càng nhiều những sản phẩm như thế này thì càng chứng minh cái sự bền vững của những cái quỹ như là Bitcoin hay là Ether ETF trong thị trường tài chính các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới BNB Chain thì họ đã kích hoạt thành công Harford Haber với BNB Evolution Proposal BEP336 các bạn cái này đã, nó giúp giảm 90% phí giao dịch và tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu trên mạng lưới. Cái cập nhật này đã, nó gần giống như cập nhật liên quan tới Ethereum gần đây các bạn. Chủ yếu đó là cập nhật để khiến cho mạng lưới tầng hai nhanh hơn và rẻ hơn mà thôi. Và cập nhật này của BNB Chain cũng tương tự như vậy các bạn. Cái phí giao dịch layer 2 của họ ở trên BNB Smart Chain sẽ giảm xuống còn khoảng chỉ có là 0.0001 đô la mà thôi các bạn sau khi mà có cập nhật này. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn thì nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit okx, XM, Binance, Lineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn